Đóng rồi anh em ơi. Ui con này to anh em ơi. Ui 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 ui. Đóng rồi anh em ơi. Ui con này to anh em ơi. Ui 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 ui. Con này to này to anh em ơi. Bỏ ra anh em ơi. Nếu mà nó vào kia mất. Bỏ ra. Ui ui bỏ ra anh em ơi. Còn gì vậy? Ui. Chấm đen anh em ơi. Bự. Đây rồi anh em ơi, hàng rồi các bác ơi. Ui, con này chạy đâu anh em ơi. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Hôm nay anh em ta lại quay lại sông Hàn đánh các bác ạ. Buổi sáng mình chỗ này, bây giờ ra máy là 5 giờ, chắc là tí nữa trời sẽ sáng thôi. Đây bên đây bác đã đi đánh nở các bác nhìn. Tối quá không nhìn thấy gì anh em ạ. Kìa. Ông đang đi gỡ nở đó ở kìa. Mắt em nhìn thấy mà máy ảnh thì nó không nhìn thấy không. Trời hơi tối. Đồ đạc em hãy treo đây. Cái này đi vẫn xoay đèn anh em nhé. Vác đồ đó đã. Mấy nọ rét kinh khủng luôn đấy. Ghế vỏ. Đây nhiều anh em vào cứ hỏi em đánh cái cắm gì không nọ lên được hàng thì cắm này là cái cắm viên các bạn, cắm viên mà trên kênh em quảng cáo từ rất là lâu rồi mà chắc là nhiều anh em mới vào không biết đấy. Cắm 40 độ đạm, cắm thơm anh em ạ, đánh rất là nhạy. Con này phối tuyệt vời quá anh em ạ. Đấy cắm này thì em bóp mủ chua thôi, có gì đâu, rất là đơn giản. Các bác nào mà không biết cứ vào kênh xem là biết mà. Em giới thiệu em nó từ năm ngoái rồi. Bỏ ra thơm nước mũi luôn các bạn, đánh này nhạy lắm, hiệu quả. Loại nào cũng lên hết. Đặc biệt là loại cá dịch vụ, đánh loại này thì quên đời đi. Bởi vì nó toàn nuôi cá dịch vụ luôn. Nó xào đó anh em nhé. Thôi, bây giờ đến kia xào quá nhá. Cái kinh nghiệm xào của em mình ném nó cũng rất là chuẩn đấy. Đổ xong là 5 giờ 21 rồi các bác ạ. Chờ một chút thì trời cũng sẽ sáng thôi. Gà đang gáy ở mầm rồi đấy các anh em nhé. Đấy soi đèn này vẫn nhìn thấy phao ngoài kia các bác. Tầm này nếu mà cá có cắn thì cũng sật ok rồi. Nhưng mà chắc là không có nào dám vào đâu. Bởi vì em vừa nãy mổ rất là động. Nếu có cắn thì chắc phải chờ khoảng tiếng nữa. Tiếng nữa đánh là vừa đẹp. Này sáng em đi sớm quá là chẳng có cái quán nào nó mở các bác ạ. Ra giờ lại phải đi luộc trứng ăn này. Thật sự có 5 quả vẫn 1 quả rồi anh em ơi. 1 quả để lại đi. Nó vừa xe nó khó nó vỡ 1 quả. Cho 4 quả luộc anh em ạ.
treo để cho đỡ tạt lửa các nhé. Vừa cầm nó kia lại vỡ một quả các bạn, để nó vỡ cái này chắc là tí phải để cho nó nước nó sôi, bắt đầu cho cái mảnh trứng này nó nổi lên trên chắc là vẫn ăn được đấy. Ăn nó cái lòng đỏ thôi mà. Sôi rồi anh em ơi, em cho quả vỡ và nó cho nó nổi lên trên này. Đấy, nó nước các bạn. Đấy. Cho vào này là ok. Vỡ mình quả đều. Cho bỏ vô này. Bỏng ạ. Sáng nay ăn trứng này nó non lâu phết các bạn. Trứng đóng chấm súp hoàn hảo tuyệt vời anh em ơi. Ngon lắm các bạn. Được cái là ăn trứng rất nhiều năng lượng. Anh em ngồi đến trưa cảm giác rất là ok, nó không bị đói. Ăn anh em ạ. Ở bên kia có mấy anh em đang ngồi chuẩn bị đồ câu quá này. Đến mấy anh em nó vừa đến. Điểm này nhiều anh em đến ạ. Có hôm ngồi kín cả thì sông luôn đấy. Anh rồi nhà ơi. Ui con này to, con này to nhà ơi. Anh rồi nhà ơi. Ui con này to nhà ơi. Sao quá. Ao. Chịu đi. Chui chui đi con chấm rồi. Chui 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 các bạn. À chui đi, chui đi, chui đi, chui đi. Thôi 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 thôi. Chui đi, chui đi. Khỏe lắm anh em ơi. Rồi, chịu vào, chịu vào, chịu vào. Lấy vọt, vọt đây. Vọt, vọt, vọt anh em ơi. Đấy, chạy. Chạy đâu. Đá anh em ơi. Phải thế. Ui, nó bò cần anh em ơi. Ui, ui, ui. Ui, trời, nó mắc vào cái tre rồi. Ở nhất cái cần đơn nữa. Chưa nó mắc vào cái chai này anh em ơi. Cả nó mất cơ. Ê mà cày thì nó mắc vào cái chai mất anh em ạ. Còn này khỏe quá nó bò kinh ạ. Trôi 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 đỏ Ấn Độ các bạn. Anh em nhìn cần 20h mà nó bò kinh, nó bò ghi hẳn xuống nó vào cái cọc kia mất rồi. Em nó cố lái ra mà không lái kịp quá, vượt ngay chỗ đây đạp. Đã màn thật. Hơi phí, không sao. Giống chuồi nó khỏe quá anh em ạ. Đây này anh em, ở đây nó có hai cái cọc, con này nó khỏe quá, nó bò. Bọn em đang định xúc vật nó đoạn này rồi, thế là nó ghì phát nó phi thẳng trong đây thì mất. Tiếc thật đấy.
Ở trong đây có mấy cái cọc này, lúc nó đóng vào cái cọc em biết là tỷ lệ mất là cao rồi, bởi vào đấy cái nó đánh toạc nữa ngay, đánh tách thịt nó ngay, phí quá. Ăn quả vẩy hơi sót luật các bác ạ. Ui giời, ui giời ơi. Rồi. Ui giời, nhẹ con này to thế. Cân. Con này phải một cân các bác ạ. Đóng rồi anh em ơi, ui con này to anh em ơi. Ui 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 ui. Đóng rồi anh em ơi, ui con này to anh em ơi. Ui 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 ui. Con này to này to anh em ơi. Bỏ ra anh em ơi. Đấy con nó vào kia mất. Bỏ ra. Ui ui, bỏ ra anh em ơi. Còn gì vậy? Ui. Chấm đen anh em ơi. Bự. Ui ui. Chấm đen cụ anh em ơi. Ui mất rồi. Ui, bóng mất phí thế. Ui, ui anh em ơi. Phí quá. Ui, ui anh em ơi, con chấm đen to thế này, lưỡi không bị xoàng mà thấy quá nào, bong ra nhỉ. Phề quá các bác ạ. Ui, xuống ổ anh em ơi, phề quá, chấm đen to luôn. Chấm đen to thật các bác ạ. Ui, con chấm đen là to thật anh em ạ. Con này em đoán nó phải đầu 10 các bác ạ. To khi khủng luôn, bò sợ thật. Đây rồi anh em ơi, hàng rồi các bác ơi. Ui, con này chạy đâu anh em ơi, chắc trôi biết cái này trôi mà. Ôi trôi các bác ơi, ngon rồi, vâng, chạy đâu cứ đỏ mày, chạy đâu bóng vào mồm đi. Thôi ông vào hiệu tôi cái. Ông cứ liều tiều. Vịt quả đẹp thế anh em ơi. Có bác nghe tiếng vịt không? Ui vịt quả đẹp thế anh em ơi. Ui chua cụ. Để nó gỡ ra. Bóng thẳng mặt. Ui. Sập. Bỏ cái máy. Phê quá anh em ơi. Để em cho em gỡ đây. Đẹp. Rửa lên nước cho đỡ đau anh em ạ. Ủa.
Ngon. Để chơi. Anh em ơi, chua chua đỏ cũ này, nó đóng vào mang chảy hơi nhiều máu, nhiều phê cho các bác này. Kéo víu 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 víu. Đã quá. Chó vào túi thôi. Chảy hơi nhiều máu các bác ạ. Đóng phê thế. Wow. Tuyệt vời. Đã quá. Ngon luôn các bác ạ. Ngon luôn anh em ơi, đánh ổ phê thế. Hôm nay nó trúng ổ anh em ạ. Trúng ổ rồi. Ok. Ôi, bây giờ cuối ngày chắc em thu đồ về các bác ạ. Hôm nay tất cả các anh em ở bên kia đánh thì không có nào được con nào luôn các bạn. Móm hết, có mỗi mình em thì chung là nay lên hang vẫn nó rất là khá. Bong một con đen to này, một con trôi đóng cọc này. Đấy, mẹ bắt được một con trôi này mới được một con chim, thế là rất là sướng rồi. Ô, thật ra tâm trạng thì cũng rất là buồn anh em ạ. Bị đóng mất được con kia nó rất là tiếc. Thì nói chung là lúc đấy là cần mẹ đồ em rất là khỏe. Đóng phân em kéo em ghi lại, có nhìn thấy lúc đấy là em ghi lại, nó ghi chết rồi đấy. Nó không thể chạy nữa rồi. Thì em nghĩ chắc chắn lúc đấy là sẽ 100% ăn rồi đấy. Nhưng mà không thể hiểu sao mà khi nó lộn lại đấy. Mà nó lại gỡ lưỡi ra. Các bác nhìn nó lộn lại, nó lật người cái là nó gỡ lưỡi ra. Thế là rất là tiếc. Còn đấy em nghĩ chắc chắn nó phải trên đầu 10 anh em nhé. Trên đầu 10. Thế là trong máy quay này thì không biết là về nhìn nó có to không. Nhưng mà mắt thật em nhìn ra nó trên đầu 10. Nó to gấp đôi cái con hôm nọ em đánh ở đằng kia các bác ạ. Đấy, nhưng mà thôi bây giờ không sao. Mất thì... Mất thì thôi, nói càng nói càng tiếc các bác ạ. Đấy, hôm nay thì nói chung là được một em trôi đỏ này. Mấy em cá chim mang về cũng được rồi. Nói chung là ngày câu ngày hôm nay rất là đạt. Rất là phê các bác ạ. Bây giờ chắc là em ra thu đồ về đây anh em nhé. Cái này em múc nước vào thùng các bác ạ. Múc nước vào thùng sục cho con kia nó sống. À chà chà chà. Chơi cái loại này cá về mà sống được các bác ạ. Ui, cá trôi đẹp quá anh em ơi. Con này nó mất nhiều máu em sợ chết đấy. Cho đấy sống lại nào.